đi, và 1-2 tháng sau là bị đuổi thật. Bao nhiêu lần như thế rồi, ai sẽ để cho mẹ chồng đuổi đến bao nhiêu lần như thế rồi, thì nguy hiểm quá. À, bà suốt ngày chửi rủa, nói bóng nói gió, không muốn cho con ở, hàng ngày con sám hối niệm Phật nhưng vẫn thế, cả nhà không ai tin Phật và không cho đọc kinh, nhiều lúc con phải đọc kinh và nghe giảng trộm ở trong phòng ngủ. À, con đọc như vậy có được công đức không ạ? À? Và con phải làm sao để tình cảm giữa mẹ chồng và con sớm được hòa thuận vui vẻ vậy? Vui vẻ vậy ạ. À? Con xin cảm ơn thầy. Cái này cũng là cái nhân quả nghiệp báo thôi, giống như câu hỏi đầu tiên. Nhưng mà câu hỏi đầu tiên nghiệp báo một kiểu khác. Còn Phật tử này hỏi thì gì? Cái nhân quả nó cũng là một kiểu khác. Mẹ chồng thì ghê gớm, con dâu chắc cũng không phải vừa. Chắc chắn cái điều này chắc con dâu không phải vừa. Cho nên á, cứ nói là gì, 1-2 tháng cái chiêm bao thấy là thấy bị đuổi, thấy mẹ chồng đuổi, thì 1-2 tháng sau thì lại bị đuổi thật. Bao nhiêu lần như thế rồi, người ta 1-2 lần đã khổ rồi, này là bao nhiêu lần như thế, thế thì cũng cũng nguy hiểm. Chắc chắn là gì, mẹ thì nóng tính, con thì cũng không nhẫn được, mới xảy ra cái chuyện gì mẹ chồng nàng dâu. Mà chắc là cái Phật tử này cũng hay dỗi lắm đấy, hơi tí là dỗi thì bỏ về nhà, gì nhà bố mẹ đẻ, để cho chồng lại phải đi sang đón về đấy. Cho nên nói bao nhiêu lần như thế rồi. Thầy khuyên là thôi, học Phật thì mình phải biết an nhẫn, biết được lý nhân quả. Phật đã dạy tất cả đều có nguyên nhân của nó đấy, không phải tự nhiên mà mẹ chồng chửi mắng mình, không phải tự nhiên mà mình lại lấy chồng đi vào cái gia đình gì không có ai tin Phật pháp, mà khiến cho bạn phải muốn nghe pháp phải gì, phải vào phòng ngủ để nghe trộm, muốn đọc kinh cũng vậy, phải vào phòng ngủ để gì, để đọc trộm. Muốn tin Phật đó, muốn tu Phật đó, thì cũng không được tự do như những Phật tử khác, như những người bạn đạo khác của mình. Đấy cũng là một cái chướng. Sự chướng đó là sao? Xét về luật nhân quả, do kiếp trước bạn thì bạn đi ngăn cản người tu mà, bạn đi chửi mắng người tu mà, và bạn đi thậm chí là đi báng pháp mà. Cho nên đời này mình sinh ra làm người, sinh vào nhà người ta để trả nợ, sinh vào để trả nợ, vào nhà người ta làm vợ làm con dâu của nhà người ta để trả nợ người ta. Cho nên đấy, bây giờ học Phật, thật sự hiểu Phật, hiểu lý nhân quả Phật dạy thì phải ăn nhẫn. Phải ăn nhẫn thì mới được. Bạn phải niệm Phật thật nhiều hơn, nếu không cho tụng kinh thành thành tiếng, ngồi tụng kinh trước ban thờ thần linh gia tiên nhà người ta, thì bạn có thể chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật là được, hoặc Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là được. Còn kinh thì tùy duyên đấy, có thời gian thì mình đọc mình tụng, không có thời gian thì mình dùng câu niệm Phật nhất tâm cũng được rồi. À, duyên nó đến lúc nào thì chúng ta sẽ tu hành viên mãn lúc đó, còn bây giờ duyên nó chưa đủ, cứ nhất tâm niệm Phật, đi cấy cũng niệm Phật được. Các tổ nói gì, nếu là người nông dân cầm cái bó mạ lên cũng Nam Mô A Di Đà Phật, lấy gì mấy nhành gì nhành mạ để cắm xuống thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, cứ mỗi một nhánh cắm xuống là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là mỗi bước đi của mình cũng gì cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Thậm chí nếu mà gì làm cán bộ công viên chức nhà nước hoặc của doanh nghiệp trong vân vân chẳng hạn, lúc mình làm thì mình để tâm để làm việc, lúc nghỉ ngơi thì mình cũng vẫn gì có thể Nam Mô A Di Đà Phật được. Lúc đi trên đường chúng ta gì dắt cái xe chúng ta gì? Trước khi dắt cái xe chúng ta chắp tay lại, chúng ta xưng được 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là một cái gì, cái tu hành ở trong cái điều kiện hoàn cảnh không cho phép mình có thời gian, hoặc là gia đình chưa tín tâm để tạo điều kiện cho mình ngồi tụng kinh niệm Phật vào thời khóa hẳn hoi, thì mình có thể tu trong gì, trong nghịch cảnh. Đây là các tổ nói để tu trong nghịch cảnh, mà tu được thì đấy là mới quý. Ta đây ở trường hợp của Phật tử này tức là đang ở trong nghịch cảnh. Nghịch cảnh tức là sao? Tức là người thân cấm đoán, không tin Phật pháp, đặc biệt là mẹ chồng lại hay chửi mắng hay đuổi nữa. Cho nên cái này thì bạn phải xem, chứ đừng có đổ cho cứ giấc mơ ngủ thấy là phải đi lấy chồng khác. Như vậy là gì? Bạn đang bị chướng ngại.
Và bây giờ thì trong tâm bạn bỏ cái giấc mơ đấy. Cho dù bạn có mơ thấy như thế đi chăng nữa, bỏ đi, đấy chỉ là giấc mơ. Điều quan trọng là sống với gì? Sống với hiện tại. Sống với cuộc sống thực tại này. Bạn đã là con dâu của nhà người ta, bạn đã là vợ của gì? Của người ta. Và bạn phải nghĩ là người, mình phải lo tròn cái trách nhiệm bổn phận của một người con dâu, của một người vợ và của một người mẹ. Chăm lo cho gia đình này bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, tâm huyết của mình cho ngôi gia đình này, thì dần dần bạn sẽ gì? Sẽ cảm hóa được chồng con, cảm hóa được bố mẹ chồng gì? Tin yêu mình. Và thậm chí là còn có thể một ngày nào đó duyên lành hội đủ, nghiệp bạn trả hết, thậm chí là gì? Mẹ chồng, bố chồng và chồng của bạn gì? Còn cho bạn thờ Phật ở nhà để tụng kinh niệm Phật ở tại cái ngôi nhà mái ấm gia đình của mình nữa. Điều đó có thể xảy ra không? Có thể. Điều đó có thể xảy ra. Không chỉ với bạn mà với tất cả những Phật tử gặp cái chướng duyên gần gần giống như bạn, tương tự như bạn, thậm chí có những người gì? Có những người còn gặp nghịch duyên hơn bạn nữa. Đó. Thầy thường kể một vài câu chuyện như vậy. Ở đây nói lại với Phật tử, với bạn, các Phật tử nghe Pháp với bạn, ở ngay thị xã Sơn Tây này. Có một cái trường hợp gì? Bà vợ thì cũng thích nghe Phật Pháp, thích tìm hiểu và thích nghe Phật Pháp, thích đọc kinh Phật, nhưng ông chồng nhất định không cho. Nói đến đi chùa một cái là ông chửi, ông mắng, thậm chí là ông còn đánh cho nữa. Mà ông lại quái thai đến cái mức là gì? Các Phật tử kể nhà bà ấy có một cái ruộng rau muống. Ông quái thai thì nói mỗi một ngày chỉ cho được cho bà gì? Được bán bao nhiêu mớ rau muống, chỉ được cắt như thế đó. Cắt hơn cũng không được, cắt thiếu cũng không được. Ví dụ mỗi một ngày chẳng hạn chỉ được bán 20 mớ rau muống thì chỉ được cắt 20 mớ rau muống để bán. Cắt hơn là bị mắng, cắt thiếu cũng bị mắng, thậm chí bị đánh nữa. Bà ấy buồn lắm, bà phiền não lắm. Nhưng bây giờ không thể bỏ nhau được nữa vì già rồi, có cháu nội cháu ngoại rồi. Hai anh bà ở với nhau thì đấy, như thế đấy. Muốn đi chùa thì nhất định không cho đi. Nhưng mà bà thì lắm khi đi chợ bán rau bán xong hết thì cũng lén vào chùa một tí, lễ Phật cái, nhìn các sư cái xong rồi thì về. Nhìn các sư để thời gian để khởi cái tâm tùy hỷ. Xong về thì thầy bảo thôi, thầy bảo là bảo qua các Phật tử, qua câu hỏi các Phật tử hỏi thì và hướng dẫn cho bà tu như thế nào, bảo cứ nhất tâm niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng thật nhiều mà, và hồi hướng thì Phật Bồ Tát ra chỉ cho con thì đời trước chắc thì gây cái nghiệp là nghiệp gì đó với ông ấy, cho nên bây giờ ông mới cản mình cái việc tu Phật làm thiện như vậy. Thậm chí là bán mớ rau ông cũng quản, là chỉ được bán từng ấy, mà thậm chí rau non mà bán không bán kịp thì nó già đâu, vào già kệ nó. Đấy, nó quái thai đến thế. Có ai quái thai thế đâu, khó lắm, rất ít người quái thai như vậy. Nhưng mà thì trên đời này lại có người quái thai như vậy, người quái đản như vậy. Thế nhưng mà khi bà ấy nhất tâm thì nghe thầy và nghe các Phật tử khuyên là gì? Không tụng kinh được thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thật nhiều vào. Thế bà nghe và nhất tâm và làm như vậy. Một thời gian sau thấy ông đỡ, thấy ông đỡ mà cái bà vào chùa và cứ thỉnh quyền kinh Địa Tạng về xem như thế nào. Thế thỉnh về thì mấy hôm đầu thấy ông lườm, ông quýt, nhưng mà không chửi, không đánh nữa. Thế xong rồi ông lườm quýt một thời gian thì bà thì thấy là có khi là ổn rồi, khá khá rồi. Bắt đầu bà lấy quyển kinh ra thì bà đọc, mỗi khi rỗi rãi bà lấy ra bà đọc, làm hết việc gia đình rồi bà lấy bà đọc. Cũng không thấy ông nói gì nữa, lúc đầu thì còn lườm nguyết nhưng mà không nói. Nhưng xong rồi thì không nói, đã đành rồi, như là lườm nguyết dần dần cũng hết. Và tự nhiên thấy ông là dễ dãi ra. Hay trước đây mà thì bảo ông bảo cắt 20 mớ rau mà cắt hơn một cái là chết ngay. Nhưng bây giờ thì rau nó non thì bà muốn cắt để đi bán thì cắt 3-40 mớ, thậm chí cắt cả 100 mớ mang đi bán thì cũng không thể sao nữa. Và kết quả thì một thời gian sau dần dần thì đi chùa cũng chẳng thấy ông nói gì nữa. Và mấy tháng sau thì công khai việc đi chùa, việc tụng kinh, ông ấy gì cũng vô tư, nói cười không gì nữa. Thế là gì? Ý là nhất tâm niệm Phật, cầu Phật gia trì, nhất tâm niệm Phật để cầu tiêu trừ nghiệp chướng, để trả nợ gì oan khiên tiền kiếp. Chứ trả hết thì đương nhiên là gì, ta không nợ họ nữa, phúc ta có lên, ta không nợ họ nữa thì họ gì, họ không kiểu oán, không chuốc oán chuốc thù với ta nữa. Cho nên trường hợp mà Phật tử này, thầy cũng khuyên thì tương tự như vậy. Nếu không được tụng kinh thì nghe giảng được bao nhiêu thì tốt,
Nếu còn không nghe được thì bây giờ cứ hiểu rồi thì nghe thầy giảng trả lời này thì cứ nhất tâm mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, vân vân, thích danh hiệu của vị Phật vị Bồ Tát nào cứ nhất tâm mà niệm, nhất tâm mà niệm, tin là gì? Phật Bồ Tát sẽ chứng cho mình, tin là niệm Phật mình sẽ được tiêu trừ nghiệp trước, tăng trưởng thiện căn, trả hết gì cái nợ oan khiên tiền kiếp. Chứ đừng có nghĩ là gì, đừng có nghĩ tới cái giấc mơ là phải đi lấy chồng khác nữa. Có thể bạn thì cứ nghĩ là mơ thấy đi lấy chồng khác cho nên á, nghĩ về nó nhiều vì vậy mà gì, hay là mình phải thế cho nên á, chồng nói cái chồng, mẹ chồng nói cái mẹ chồng, vì vậy á, cãi riết quá thì một vài tháng sau đương nhiên là gì, hai bên không hòa thuận được với nhau và lại bỏ về nhà nhà bố mẹ. Thế cho nên đây cũng là một cái chướng. Vì vậy bạn cứ nhất tâm niệm Phật như vậy, nghe pháp niệm Phật như vậy thì cái giấc mơ xấu như thế dần dần cũng sẽ gì, không hiện đến nữa. Và nếu nó hiện đến một vài lần thì buông nó đi, lập tức buông xuống, đừng nghĩ tới nó và đừng có lấy nó để làm gì, để làm cái phương tiện cãi lại mẹ chồng hoặc gì, hoặc cãi lại chồng mình, vân vân. Đó, khuyên như vậy. Phật tử này nếu làm được như thế thì thầy nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.